Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thay socket mà của màn hình điện thoại di động chỉ bằng cái mỏ hàng đơn giản. Đây là cái mỏ hàng nhiệt thông thường nha các bạn. Cái công suất nó khoảng tầm khoảng 20W thôi ha. Một số bạn có nhiều phương pháp để độ chế cái tool dụng cụ để tháo cái socket màn hình này nó ra nè. Thì một cái số lỗi liên quan đến cái socket màn hình này, thứ nhất đó là bị hở socket nha các bạn. Khi mà các bạn hở socket đó, nó sẽ gây hiện tượng là mất cái đèn màn hình. Một là mất đèn màn hình, thứ hai là mất cái hiển thị, là cái màn hình này kiểu như trắng màn hình đó các bạn. Thì hai cái lỗi này khi mà các bạn gỡ ra thì các bạn sẽ tháo thấy ra được á, mấy cái chân socket này nó bị hở ra khỏi cái cáp màn hình này nha các bạn. Phía dưới này đó mà đây là cái cổ cáp màn hình LCD ha. Thì video này mình sẽ không nói về chuyên sâu về cái cấu tạo trong của màn hình nữa, mình nói về cái cách hướng dẫn để mà các bạn thay cái socket màn hình LCD này. Ở đây có hai socket nha các bạn, còn một cái bên đây là có một cái socket gài. Cái cách này áp dụng luôn cho tất cả các màn hình điện thoại di động thị trường luôn nha các bạn, nhất là mấy cái dòng máy, cũng dòng máy iPhone nè các bạn. iPhone nó sẽ có hai cáp nha các bạn, vừa cáp cảm ứng nè, cảm ứng vừa cáp màn hình luôn nha các bạn. Đây cái màn hình iPhone ha. Trường hợp mà các bạn, thứ nhất á, là các bạn trường hợp mà nó bị vô nước á, vô nước oxy hóa ra ten á, mà nó làm cho cái chân đồng trên đây nè nó bị hư, thì tất nhiên là các bạn cần phải xi trì và sau đó là các bạn phải thay cái socket màn hình này cho mình nha. Nếu mà trường hợp mà nó không ăn á, là chắc chắn mà các bạn khi gắn vô trên mainboard á, là nó sẽ mất cái hiển thị nha, một là mất hiển thị hoặc hai là mất đèn ha. Và sau đây mình tiến hành thao tác để mà hướng dẫn các bạn thay cái socket màn hình này nha các bạn. Ở đây mình có một cái, đây nè, một cái màn hình ha, một cái mainboard, thì mình sẽ thử trước cho các bạn thấy nha. Mình cũng sẽ bật cái bộ nguồn này lên ở mức khoảng 4V DC nha các bạn. Thôi quay âm á, âm của nguồn, của bộ cúp nguồn các bạn kẹp mát ha, dương thì các bạn cấp nguồn dương của chân battery nha các bạn. Rồi bằng rồi mình sẽ bắt đầu bật nguồn nha các bạn, bật cái nút power key ha. Rồi các bạn thấy không, cái màn hình nó tuy bở nhưng vẫn còn hiển thị nha các bạn, lên chiếc LG nha. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành mình lấy socket các bạn, hình bở hư á rồi mình sẽ thay vô cái socket màn này nha các bạn. Các bạn hãy xem cái thao tác của mình như thế nào ha. Ở đây cái khuyến cáo của các bạn á, đây nè, nó vẫn còn hiển thị ok nha các bạn. Một số bạn mới vô nghề các bạn, đây là cái mỏ khò, nhiều bạn không biết á, các bạn lấy cái mỏ khò này các bạn thao tác thay cái socket này vô là mình đảm bảo cho các bạn á, khi các bạn khò trực tiếp đây á là cái cáp màn hình này nè, cái chân đồng như đó nó sẽ bị quéo nha các bạn, chắc chắn nó bị quéo, mà dễ bị đứt lắm nha. Tại vì cái này bình thường á nó sẽ co giãn, co giãn hoặc nó uốn lửa uốn dẻo được. Khi mà các bạn khò nóng vô á, cái cáp này nó sẽ co lại, nó sẽ làm đứt đường nha các bạn, là mất hiển thị, là cái màn hình này coi như là bỏ luôn nha các bạn. Nên thứ nhất là các bạn tuyệt đối cho mình là không bao giờ các bạn dùng cái khò mà các bạn khò trực tiếp như vậy nè, các bạn khò trực tiếp để các bạn thay cái socket màn hình này, tuyệt đối không bao giờ nha các bạn. Cái này á, không phải là cái mainboard, cái mainboard các bạn khò á, tại vì cái chân đồng với cái lớp mainboard nó dày thì các bạn khò không sao, nhưng mà đối với những cái dây nguồn, cáp nguồn hoặc là cái màn hình này á, tuyệt đối là các bạn không bao giờ dùng cái khò này cho mình, tuyệt đối không sử dụng. Để mà thay cái socket màn hình này á thì các bạn sử dụng cho mình một cái mỏ hàng nhiệt cho mình thôi. Đây, mỏ hàng nhiệt cái công suất khoảng tầm 20W cho mình. Này cực kỳ đơn giản ha. Các bạn không cần phải chế tạo cái tool này tool kia, làm gì mất thời gian. Thì cái thao tác này các bạn làm cực dễ. Các bạn chỉ cần để ngược cái mỏ hàng lại là các bạn có thể thao tác được thay tất cả các ban bệnh như cái thay linh kiện nè trên cái màn hình này nè, hoặc là nhất là linh kiện thay tụ trở hoặc là cái đèn led
SMD bên trong cái màn hình này. Ngoài ra còn có mấy cái socket này nữa các bạn. Đây mình tiến hành mình thao tác nha các bạn. Đây các bạn chỉ cần để ngược cái mỏ hàng này lại thôi. Các bạn nóng lên thôi nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình lấy cái mỏ hàng nha. Mình nhắc lại là một lần nữa là tuyệt đối các bạn không bao giờ mà dùng cái mỏ khò mà các bạn thao tác nha các bạn. Thứ nhất là nó quéo chân socket, tại vì socket là cái chân nhựa các bạn, cái để mỏ hàng nhiệt vô á. Các bạn khò trực, nếu mà các bạn khò trực tiếp vô đây á thì chắc chắn là cái socket này nó cũng hơi bị hư nha các bạn. Nên không, các bạn sẽ không thể sử dụng lại được. Vấn đề thứ hai nhá, khi mà các bạn khò sẽ làm cho cái cáp màn hình này nó sẽ cứng nha các bạn. Rồi trường hợp nó rất giòn, khi mà bẻ cái nó không còn uốn dẻo như lúc đầu nữa. Các bạn bẻ cái là nó đứt đường chân đồng trên đây luôn nha các bạn. Là chắc chắn là màn hình này hư. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình thao tác mình lấy cái socket này ra và thay cho cái socket cái màn hình này nha các bạn. Ở đây các bạn, thứ nhất đối với những cái socket mà mình lấy ra các bạn nhớ nha, cho mình một ít nhựa thông hoặc là cái mỡ hàng. Rồi sau đó các bạn nhìn phía sau rồi các bạn, ở đây có phần đen đen không à, nó giống như cái miếng mà đã làm bảo vệ cái socket này nè các bạn, cho nó cứng chắc ha các bạn. Thì mình sẽ để đặt cái phần này nè lên cái thần thân cái mỏ hàng nha các bạn. Cố định cái phần bên đây thôi, cái phần này nè cho tiếp xúc, rồi nó từ đó nhiệt á từ cái mỏ hàng nè nó xa sẽ làm cho cái socket này nóng chảy chì ra. Rồi các bạn dừng đẩy ra nhẹ ra thôi nha các bạn, tuyệt đối là các bạn ấy nha, đẩy nhẹ, đẩy lên đi xuống gì cũng được. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành làm nha các bạn, nên làm cực nhanh luôn nha, không cần các bạn có độ chế tuôn gì hết. Đây mình sẽ lấy cái đỡ socket này lên cái thân của cái mỏ hàng. Mỏ hàng này các bạn để nóng luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Đây là cái socket màn hình ha. Đây còn nguyên luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Chân động nó không bị quéo, không bị bất kỳ cái gì á. Đây mình sẽ lấy cái socket màn hình này, mình sẽ thay vô cái màn hình vừa rồi nha. Nào các bạn. Đây là cái màn hình mình lấy socket ra nha. Rồi mình sẽ đặt đây. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình gỡ cái socket cũ này ra nha các bạn. Cái socket màn hình mình muốn thay nè các bạn. Trường hợp mà nó bị vô nước nè, ra ten hoặc là bị hở chân socket đó các bạn, thì các bạn phải tháo ra, các bạn thay socket mới cho mình nha. Hoặc trường hợp là các bạn thấy chân đồng trên cái socket màn hình này các bạn nó bị oxy hóa hay bị đứt chân á, đứt chân socket, thì trường hợp này các bạn cũng tương tự, các bạn cũng thay socket cho mình ha. Cái cách mà cách lấy socket này ra cũng tương tự như cái cách mà mình vừa thao tác hồi nãy nha các bạn, cũng cho mình ít nhựa thông ha. Còn một cái kinh nghiệm nữa là các bạn khi mà các bạn làm á, các bạn nhớ cho mình là làm thật nhanh nha các bạn, đừng có để nhiệt nó quá nhiều nha. Cái phần này mình cũng để trên phần lưng của cái mỏ hàng ha. Mình ghé bẻ sơ cho mình thôi cho nó dễ. Rồi các bạn cứ đỡ trên thân lưng mỏ hàng, các bạn lắc lên, đỡ một cách lắc liên tục ha, lắc xíu thôi, nó nóng là nó các bạn lấy được các bạn. Rồi các bạn thấy không, cực kỳ nhanh nha, chút xíu là nó ra liền à. Đây là cái socket cũ của nó ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình thay cái socket mới vô đây nha các bạn. Đây là socket mới nha. Rồi socket này mình sẽ bỏ qua đây nha các bạn. Trước khi thay á, là cái kiểm tra cái chân chì trên cái socket cũ cho mình, coi nó còn ăn không nha các bạn. Đây nè, mấy chân này á, thứ nhất á là nó phải đào nha các bạn. Cái thứ hai mà cái trường hợp mà các bạn nhìn thấy mà nó khuyết á, nó thiếu á,
thì các bạn lấy chì các bạn xi các bạn đắp lên cho mình nha. Đây là các bạn dùng cái dây chì nè các bạn, dây chì các bạn xi lên. Rồi mình hướng dẫn các bạn thao tác nó luôn nha. Các bạn lấy một ít mỡ hàn cho mình, rồi các bạn lấy dây chì nè, dây chì với cái mỡ hàn các bạn. Nên mình tiến hành mình xi nha các bạn, úp lại cái màn hình nữa thôi nha. Các bạn lấy chì nè các bạn, xi đều thôi, kéo nè các bạn. Đây các bạn thấy không, ở đây các bạn nhìn thấy một cục chì không, có cục chì mới xi nha các bạn. Thì các bạn chừng kéo cái mỏ hàng theo chiều dọc. Các bạn phải làm cho cái mỏ hàng nó sạch nha các bạn, nó sạch cái bám chì nha. Đều điều này thì khá quan trọng nha, chứ các bạn đừng có để cái mỏ hàng đen thui mà các bạn khò dít vô á là nó sẽ làm đứt chân luôn nha các bạn. Là mấy cái mỏ hàng của các bạn cố gắng giữ kỹ cho mình, là nó phải bám chì nó sạch bóng như vậy nè, nó mới ăn, nó mới làm cho thao tác nó đơn giản, nó dễ dàng được nha các bạn. Các bạn thấy không, nó bám chì. Rồi các bạn chứ cho một ít mỡ hàng cho mình, rồi các bạn kéo thôi, kéo hai bên luôn. Kéo rồi đến khi là nó tự động nó bám chì các bạn, nó nhờ cái nhựa thông quá. Sau khi mà các bạn kéo như thế này xong á, các bạn nhìn thấy cái mấy cái chân chì trên đây nó đã chuẩn rồi nha các bạn. Thì các bạn tiến hành rồi các bạn thao tác y như vậy cho mình. Các bạn úp cái mỏ hàng đây nè. Sau đó các bạn cũng cho một ít nhựa thông nha các bạn, cho nó nhiều thêm, nói chung nhiều tí. Các bạn đặt lên ha. Trước khi các bạn đặt lên, các bạn tranh thủ đặt cái socket màn hình luôn nha các bạn. Đây là cái socket màn hình ha. Các bạn đặt trước cho mình, ướm vô đúng vị trí cho mình luôn nha. Tuyệt đối là các bạn đừng ấy để nhiệt nó quá nhiệt nha các bạn. Rồi các bạn ướm sơ sơ thôi, ướm vô đúng vị trí màn hình. Đây vị trí socket màn hình. Các bạn canh làm sao cho cái chân mấy chân bìa bốn góc các bạn nó đều nhau nha, rồi nó bám vô cái chân của cái cáp màn hình là được rồi. Các bạn để trên đây nè, các bạn nhớ các bạn đá chân một xíu nha các bạn, các bạn để cho nó nóng lên một tí ha, cái này nó sôi lên một tí rồi các bạn đá chân là nó tự động nó bám đá chân, nó bám chân các bạn. Rồi vậy xong rồi nha các bạn. Đây, khi các bạn làm, các bạn thao tác á, các bạn cố gắng thực tập thường xuyên cho mình. Cái màn hình của mình á, sau khi được thay socket nha các bạn. Cái này tại vì mình không có cái kính hiển vi điện tử cho để mình soi cho các bạn thấy. Nhưng mà cái điều kiện chuẩn đó các bạn quan sát nè, mấy chân chì á, cái này mới phải tặng hàng nha các bạn. Cái socket màn hình đó, thứ nhất là nó chuẩn, nó phải thẳng nha các bạn, nó không được xiên xẹo ha, nó bị lệch tại vì nó chạm chân là nó sâu không hiển thị nha các bạn. Cái thứ hai á là cái chân á nó không được nhô lên rồi hạ xuống, nó nói chung là nó phải đúng, chắc chắn phải đúng vị trí nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ lấy cái màn hình này nè, mình test thử cho các bạn thấy nha. Nói chung các bạn và các bạn thực tập á, cái này là skill, chính là cái kỹ năng. Lúc đầu các bạn làm không chuẩn đúng không, nhưng mà về sau á các bạn thực tập nhiều á, các bạn sẽ có một cái thao tác thuần thục, rồi các bạn có thể thay bất kỳ socket màn hình nào từ cái Samsung á, hoặc là nhất là cái socket màn hình của iPhone nè các bạn. Cái này cũng tương tự nha các bạn, một iPhone sẽ có hai sợi, một cái socket của cảm ứng và một cái socket của màn hình LCD. Nói chung là thay cái này cũng tương tự nha các bạn, trường hợp nó bị vô nước ra ten hoặc là nó bị gãy hư socket á, gắn vào mainboard không được á, nhất là mấy cái bạn mà thợ bọc á, các bạn hay tháo ra tháo vô, nhưng mà các bạn vô tình các bạn không tháo đúng khớp, các bạn bại đẩy một cái là nó hư cái socket này ra. Thì đây là cái chiêu để mà các bạn có thể thay socket bất kỳ cái màn hình điện thoại nào trên thị trường luôn nha các bạn. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn
Sau khi các bạn thay xong cái socket màn hình này, các bạn cứ vệ sinh cho mình. Các bạn lấy một ít vôi gòn nha các bạn, chấm vô cái xăng rửa bo, xăng thơm á. Rồi bạn chà, nói chung làm cái gì á, các bạn cũng phải vệ sinh sạch sẽ cho mình thôi. Nè, các bạn chà trên cái socket màn hình này nè. Đây, bạn nhớ thao tác các bạn chà sạch sẽ nha các bạn. Nói chung skill, cái kỹ năng của mình thôi. Rồi các bạn chà vệ sinh sạch sẽ cho mình cái socket, cho cái nhựa thông á, nó không còn dính trên cái socket này nữa nha các bạn. Rồi các bạn để khô một chút xí, cho xăng nó bay hơi là ổn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy bên hông không? Nhiều khi nó có một cái vết đen là do mình để trên cái mỏ hàng á, nhưng mà không sao hết nha các bạn. Cái này mình khẳng định không sao, tại vì cái miếng này nó như trong cái miếng bảo vệ của cái socket màn hình này. Nếu mà không có miếng này á, là cái socket này rất bị dễ bị hư nha các bạn. Ví dụ các bạn bẻ qua bẻ lại á, tại vì nó miếng này dùng cái nẹp quá, nẹp cố định cái socket màn hình này, nó không cho các bạn lên tới xuống nha. Làm cái socket mình luôn cố định. Sau đây mình sẽ tiến hành mình test thử nha các bạn. Cái bộ nguồn này các bạn cũng bật lên 4V DC cho mình. Rồi, các bạn gắn vô đây nè. Cái cáp phím power key, đây là cái cáp phím nút nguồn nha các bạn. Còn trường hợp á, các bạn có socket nó màn hình này gắn trực tiếp lên cái socket của mainboard thì các bạn gắn trực tiếp cho mình thôi. Tại cái model của cái máy này nó vậy á. Nó qua một cái flexible. Nói chung là cáp. Đây mình sẽ test sau khi cái mình đã thay cái socket màn hình xong nha các bạn. Rồi, mình sẽ bật nguồn lên. Rồi các bạn thấy không? Đây nè, nó sẽ hiển thị cái logo cái LG nha các bạn. Là chứng tỏ là cái socket màn hình đã hàng dính trên, nói chung là dính chân á, là ok nha các bạn. Là giữa cái socket màn hình nhựa, socket nhựa nó đã hàng dính vô cái cáp màn hình này nha. Rồi các bạn chờ nó stop, có khởi động lên rồi cái màn hình nó sao, nó không yêu cầu quá là nó không bị giật nha các bạn, không bị giật, không bị mất hình, là ok nha các bạn. Các bạn thấy không, mình đã hướng dẫn các bạn thay được cái socket màn hình bất kỳ của hãng nào luôn nha. Mình chờ một xíu để cho điện thoại nó boot lên nha các bạn, thấy không, các bạn thấy không, nó hiển thị nè các bạn. Vậy là ok nha các bạn. Rồi bấm nút gọi nè các bạn. Đây nè, tắt nè, gọi nè. Còn một số trường hợp nữa, nó bị lỗi trên cái màn hình này, thì mình cũng già làm tương tự nha các bạn. Thì như ở đây các bạn gặp trường hợp mà cái mấy linh kiện nè, tụ trở gì trên đây nè các bạn, cái màn hình nè, hay là cái mấy socket này á, nó bị lỗi ha, nó bị như cái socket này, socket dài nha các bạn, cái bật lên bật xuống nè. Nhiều anh em á, không có khéo tay á, các bạn bật lên bật xuống nó hư cái socket này, thì các bạn cũng làm tương tự cho mình, hay là các bạn thay tụ trở bên trong này các bạn. Các bạn chú ý, các bạn tìm vị trí, các bạn đặt cái màn hình đây nè các bạn, cũng đặt trên cái thân của nó nha các bạn. Các bạn chú ý, các bạn cho một ít mở hàng cho mình cho nó dễ, thứ nhất là nó dễ bung chì ra nha các bạn, quá không bị đứt chân ha. Rồi các bạn thay socket cũng tương tự nha các bạn. Còn khi các bạn lấy ra, các bạn đỡ, các bạn phải kiên nhẫn, các bạn không được hấp tấp quá, các bạn nó gãy đứt chân là cũng mệt lắm nha. Các bạn câu di đồng á, còn để chờ cho nó nóng một cái là còn đá chân là xong ha. Trường hợp mà nó cứng quá thì các bạn cứ kiên nhẫn, các bạn đỡ, không sao cả.
nó nóng là nó tự bung ra nha bạn. Đó các bạn, các bạn cứ đá chân, đá nhẹ nhẹ cho mình thôi. Rồi nó đi ra rồi nha các bạn. Mình đá chân nhẹ nè các bạn, nó ra rồi, nó nhích rồi. Đây là mình đã lấy ra được rồi nha các bạn. Các bạn thấy không? Đây là cái socket gài của nó nha các bạn. Đây cái socket mình mới lấy ra. Yêu cầu á là cái nhất đặt các bạn, đây là cái bạn kiên trì trên cái cáp màn hình này nè, nó không bị mất nha các bạn, không bị chóc chân nha. Là ok. Rồi các bạn, cái cách mà các bạn thay tháo cái socket này ra, các bạn thay vô là cũng tương tự như vậy nha các bạn. Còn mấy cái tụ chỏ thì các bạn cũng làm y hệt nha, không có gì thay đổi khác đó. Như mình lấy, các bạn cứ đỡ ở đây nè, các bạn để nó cho nó nóng một chút xíu là các bạn lấy được tụ chỏ thay. Tại vì nhiều trường hợp á, cái tụ chỏ này nó bị vô nước ra ten á, thì các bạn bắt buộc phải thay nha các bạn. Nhích nhích ra là nó ra thôi nha. Trường hợp mà nó cứng quá thì các bạn dùng một, có thể dùng hai phương pháp. Một là các bạn dùng hai cái mỏ hàn nè, các bạn dùng hai cái mỏ hàn các bạn gấp ra cho mình. Ví dụ mình, ví dụ ở đây là cái mỏ hàn nào, các bạn cầm nè, các bạn nhích ha, các bạn chích hai đầu của cái linh kiện á, các bạn chích cho nó nóng một cái, một các bạn chích chích ra là nó bung ra nha các bạn. Còn đối với trường hợp mà các bạn không thích cái đó thì các bạn cứ đặt vị trí này cho mình. Chứ tuyệt đối á, là các bạn không được dùng cái mỏ khò nè, không bị mấy khò mà các bạn khò trên cái cáp màn hình nha các bạn, nó sẽ hư một cái màn ha. Rồi cái việc thay linh kiện á, thì cũng rất dễ dàng, các bạn cứ thực tập ở nhà, các bạn cứ đến khi nào các bạn thuần thục thôi ha. Thì nói chung là mình sẽ đảm bảo cho các bạn là cái này không hư nha các bạn. Trường hợp các bạn mà dùng cái mấy khò á, là các bạn khò linh kiện á, là nó mới hư nha các bạn. Đây nè các bạn, các bạn nhìn thấy không, đây là môn tụ nha các bạn. Môn tụ là nó nằm vị trí này nè các bạn, rồi mình đã lấy ra rồi nha các bạn, mình dùng phương pháp đó nha các bạn. Các bạn yên tâm, nó không bao giờ nó bị hư cáp màn hình cả. Đó, các bạn thấy không? Bên mặt phía đây nó nguyên si, nó không có ảnh hưởng gì hết. Đây là con tụ của nó mình mới lấy ra nha các bạn. Đây nè, con linh kiện các bạn, con tụ ha. Rồi, như vậy trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa tất cả các ban trên màn hình nha các bạn. Từ các bạn thay linh kiện là thay socket nè, rồi mấy cái socket dài nha các bạn, hay là thay chip led, các bạn có thể dùng cách tương tự để thay chip led bên trong cái màn hình LCD này luôn nha các bạn. Đây là cái màn hình LCD có lớp có tấm phản quang nha các bạn, thì các bạn có thể thay được. Rồi, và là video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có yêu cầu thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha.